gan của chúng ta thực hiện hơn 500 chức năng. Một trong những chức năng quan trọng nhất đó chính là thải độc tố. Nếu một ngày nào đó gan của chúng ta bị suy giảm chức năng thì khả năng thải độc tố sẽ không thể nào diễn ra một cách trọn vẹn. Điều này sẽ dẫn tới tất cả các bộ phận cơ quan trên cơ thể của chúng ta sẽ bị nhiễm độc. Gan của chúng ta là một cơ quan nội tạng lớn nhất và không có dây thần kinh cảm giác. Cho nên khi chúng ta phát hiện thường ở giai đoạn muộn, nếu như bạn gặp phải một trong những dấu hiệu sau đây thì nhất định bạn phải tăng cường chức năng gan các bạn nhé. Thứ nhất, đó là vàng da, vàng mắt, vàng lòng bàn tay. Thứ hai, da bị sạm hay mẩn ngứa mè đay toàn thân. Da của chúng ta trở nên nhạy cảm, mụn nhọt, toàn thân bắt đầu xuất hiện có dấu hiệu như là đau tức hạ sườn phải. Cơ thể trở nên mệt mỏi, giấc ngủ thì chập chờn và nhất là khó đi vào giấc. Ăn uống thì không có cảm giác ngon miệng, tiêu hóa kém, thường xuyên bị đầy hơi, buồn nôn, chướng bụng, đặc biệt là kèm theo tình trạng bị táo bón. Người có cảm giác mệt mỏi, nước tiểu có màu vàng sẫm, hơi thở thì nặng mùi hay là vã mồ hôi. Đó là những dấu hiệu cho thấy chức năng gan bị suy giảm, khiến cho độc tố tích tụ trong gan lâu dần và phát tiết ra cơ thể bên ngoài. Ngày hôm nay Hiền sẽ mách cho các bạn một loại thải độc tố tăng cường bảo vệ chức năng gan một cách tốt nhất đến từ công ty dược phẩm Quyết Thắng. Đó là sản phẩm thải độc gan Lagalin. Đây là một loại thải độc tố được sản xuất trên dây chuyền và công nghệ hiện đại nhất hiện nay. Một hộp có 60 viên, mỗi ngày chúng ta chỉ cần sử dụng 2 viên trước khi ăn hoặc sau khi ăn 15 phút. Viên uống Lagalin với thành phần từ giảo cổ lam, cà gai leo, actiso, diệp hạ châu, agilin, orithin được mệnh danh là chiến binh để bảo vệ lá gan, hỗ trợ giúp thanh lọc cơ thể, cải thiện sức khỏe làn da, thích hợp với những người men gan cao, gan nhiễm mỡ, xơ gan hay là suy giảm chức năng gan, thích hợp với những ai bị rối loạn tiêu hóa, đặc biệt là những trường hợp hay bị táo bón, những người hay bị mụn nhọt, mẩn ngứa, mè đay, những trường hợp làm việc trong môi trường độc hại, những người hay mắc bệnh nền, thường xuyên phải sử dụng thuốc tây trong thời gian dài. Nhất định chúng ta phải tặng cho lá gan của mình một món quà, đó chính là sản phẩm Lagalin đang làm mưa làm gió trên thị trường hiện nay, đặc biệt là không có tác dụng phụ. Cả nhà hãy nhấp tay ngay vào giỏ hàng để sở hữu hộp Lagalin phù hợp với túi tiền, và đặc biệt có tác dụng hiệu quả ngay từ những viên đầu tiên cả nhà mình nhé.